Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh của Chú Khang Dưỡng Sinh. Hôm nay mình rất vui được chia sẻ một món canh có tác dụng kiện tỳ khử thấp cơ thể, sinh tân hạ nhiệt, đắt tóc cho những người thiếu năng lượng, khó chịu trong người và chán ăn. Món canh này thành phần gồm có quả su su 2 trái, cà rốt 2 trái, củ năng 10 củ, nam bắc hạnh nhân 25g, thịt nạc 300g. Đầu tiên chúng ta hãy ngâm thịt heo với nước sạch và cho thêm một ít muối vào. Mình ngâm trong vòng tầm khoảng chừng 20 phút nha các bạn. Làm như vậy thì cái thịt heo của mình nó nấu ra nó sẽ không có bị mùi hôi của thịt nha. Tiếp theo chúng ta hãy dùng nước ấm ngâm nam bắc hạnh nhân. Nam bắc hạnh nhân mình ngâm cũng tầm khoảng chừng 20 phút. Nam bắc hạnh nhân là hai thứ này đó mình kết hợp lại thì mình nấu canh hay là mình để điều trị ho và giải đàm rất tốt nha các bạn. Hai loại này mình có thể mình đến những cái tiệm thuốc bắc mình mua nha. Một lạng của nó giá tầm khoảng chừng 70 ngàn đó. Sau đây chúng ta hãy rửa sạch quả su su và cà rốt với nước sạch. Và sau khi rửa sạch mình gọt vỏ ra nha. Quả su su sau khi mình gọt vỏ đó là mình cắt nó ra làm đôi. Rồi mình lạo sạch hết các hột và tim của nó ra. Sau đó mình cắt cục vừa ăn. Bạn có biết không? Theo y học cho biết, su su có tính năng lợi tiểu, làm giãn mạch máu và hạ huyết áp. Quả su su còn có tác dụng đối với phát triển trí tuệ của trẻ em và có thể nâng cao trí thông minh của trẻ. Rồi kế tiếp mình cắt luôn cà rốt ra nha. Hôm nay cà rốt mình cũng cắt dạng cục luôn. Cà rốt có tác dụng kiện tỳ ích vị, trợ giúp tiêu hóa, dưỡng ẩm cho da khô và cải thiện thị lực. Rồi cà rốt và su su sau khi chúng ta đã cắt xong, rồi chúng ta hãy rửa sơ lại lần nữa, rồi để ráo nước để sử dụng sau nha các bạn. Bây giờ chúng ta rửa sạch củ năng và gọt sạch vỏ. Củ năng có công dụng thanh nhiệt giải khát, làm mát máu và giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa. Mình nhớ các hệ thống của siêu thị đều có bán loại củ năng mà ta đóng gói sẵn đó và làm sạch luôn, không cần về mình làm nhà kêu vậy. Các bạn cũng có thể tìm đến những cái siêu thị đó để mua. Còn đây là táo trà là. Táo trà là có rất nhiều chất xơ, chất magie và chất sắt, hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe con người. Loại này mình mua là nửa ký, mình mua ngoài chợ thiết đó các bạn. Một bịch nửa ký như vậy là 150 ngàn nha. Loại này là hàng của Iraq. Rồi tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ cho 2 lít nước vào nồi. Rồi lần lượt cho hết tất cả các nguyên liệu vào nồi, rồi đậy nắp nấu tầm 2 tiếng rưỡi. Hôm nay mình sẽ nấu bằng nồi dưỡng sinh. Nếu bạn nấu bằng bếp ga thường thì mình nấu với lửa lớn khi sôi. Sau khi sôi rồi các bạn chỉnh lửa nhỏ lại và nấu thêm 1 tiếng rưỡi nha. Trước khi tắt bếp 15 phút, chúng ta hãy nêm một ít muối, một ít bột nêm, tùy khẩu vị của mọi người nhé. Giờ chúng ta hãy chuẩn bị múc ra tô, mời cả nhà nhé. Món canh này có vị thanh ngọt từ các củ quả, thêm với trà là nữa, đúng là một kết hợp tuyệt vời luôn đó các bạn. Vậy là chúng ta đã thêm được một món canh giải nhiệt trong mùa hè rồi. Tôi nghĩ rằng các bạn xem đến đây cũng không keo kiệt bấm vào nút like rồi đúng không? Thời lượng của video clip ngày hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video clip này hay, đừng quên bấm vào nút like và chia sẻ cho các bạn bè của mình nhé. Coi như là tạo thêm động lực cho kênh của chú Khang Dưỡng Sinh. Và hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo khi chú Khang Dưỡng Sinh có video clip mới. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt.